Đây là con máy à, con âm ly của Lê Kim Thạch ráp này 300B, một cái âm ly chúng ta đáng để trải nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì Lê Kim Thạch là một những cái thương hiệu khá lớn, và cái 300B với giá chúng ta đang trải nghiệm là rất là mềm. Con máy này mình giao lưu là 25 triệu, giá mới ráp 2019 thì nó rơi vào tầm 38 triệu. Anh em có thể liên hệ với Lê Kim Thạch hỏi thăm về vấn đề chất lượng của máy. Thứ nhất, máy thì mình đánh giá rất là cao về cái chất lượng linh kiện, tụ nối tầng của thằng Siemens, của thằng 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 Jensen rất là ngon. Ok, Jensen vàng 0.22 mm và 630 V. Cái tụ này là của tụ Kansai của Nhật, nhìn rất là tốt. Tụ này là của Elna Smith 2, những cái dòng tụ rất là tốt nha, trở ngoài này, đặc biệt ở đây là có trở cuộn này, trở cuộn rất là ngon. Tụ này là tụ của Panasonic, đặc biệt cái tụ nguồn này cũng là tụ lựa loại tụ nhôm rất là to. Ok, anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy cái tụ của ông Lê Kim Thạch ráp, và mình cũng rất là hài lòng cái sản phẩm này, từ chi tiết dây nhựa mối hàn cho đến những cái cầu nối của bắc qua các cái trạm rất là ok, bóng chân bóng và các những cái selector này. Tới thời điểm này 2019 rồi nè, cho tầm 3 4 năm nay thì các cái selector này không có rột rẹt, biến trở rất, nhìn là rất là khôn, nhìn là biết cái hàng ổng ráp rất là tốt. Chi phí ổng ráp cao là cũng đúng thôi, bởi vì họ làm rất là kỳ công, không thua, không không khác gì hãng của Nhật làm cả. Bởi vì những anh em làm kỹ thuật làm thợ thì nhìn vào là sẽ biết. Chứ giờ những anh em chơi, anh em thì cứ nhìn vào cái nào hát được người ta chơi, giá tốt người ta mua, chỉ như thế thì nó lại khác quá. Nên chất lượng rất là ok. Trạm loa anh em nhìn này, cái cách người ta ráp cái trạm loa nó cũng khác hoàn toàn và nó rất là kỹ thuật. Cái loa, trạm loa rất là chắc chắn, rất hay. Là cái jack AV này cũng vậy này, nó là tiền nào của đó là đúng rồi đó. Thì bóng đang chơi bóng là bóng GG 300B, bóng GG, và riêng Lê Kim Thạch thì bóng GG là nhiều, chứ người ta ổng không có chơi bóng khác đâu. Biến áp xuống âm cũng biết, biến áp nguồn rất là khôn nữa nè. Chúng ta hãy nhìn vào đây, chắc chắn biến áp này là ổng sẽ đặt hàng ở đâu đó, ổng về ổng ráp chứ chứ Việt Nam không có đóng được đâu. Phải nhìn đó khôn quá mà. Đây là những cái mà có thể là ông đặt hàng riêng, nghĩa là đặt cho một cái hãng, cái nơi nào nó chuyên quấn cái biến áp, cho nên là chúng ta nó không có cái thương hiệu như là 300, ví dụ như là của thằng 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 gì, mình không chơi âm ly đèn nhiều, Tango, nó không có cái thương hiệu Tango, nhưng mà cái chất lượng theo mình nghĩ là sẽ cũng không thua Tango là mấy đâu, bởi vì là Tango là một cái thương hiệu thì chắc chắn thì nó sẽ đã khẳng định được cái chất lượng rồi. Nhưng mà một người để làm như ông Kim Thạch thì ông cũng sẽ đặt một nơi quấn biến áp với cái giá mềm hơn nhưng chất lượng không thua, không thua là mấy, thì để cho anh em có những cái trải nghiệm tốt. Chứ một âm ly mà rất ví dụ như 38 40 triệu nữa cũng không phải rẻ ha. Còn mình chơi trải nghiệm xong thì mình mua máy này, trước mình mua lại của người khác với cái giá nó mềm, mình mua 25, ví dụ nhà hàng mình bán là 25, để gọi là lời được cái trải nghiệm. Còn tiền thì mình không mất, anh em mua về cũng vậy thôi, ai cũng thế thôi. Ai chơi âm thanh thì cũng muốn được, nhất là mua xong sau này bán trải nghiệm xong rồi nó là không lỗ, hoặc lỗ một vài triệu, ok chấp nhận, gọi là mình lời được cái trải nghiệm, lỗ được vài đồng. Bóng đây, bóng của Philip Winniewatt Miniwatt đây 3,6 triệu một cặp. Anh em mua thêm option nữa thì lấy, còn không thì thôi mình cứ để đây bán riêng. Ok, bóng rê nó thêm bóng nắng, bóng nắng của nó thì 800 ngàn, trải nghiệm thì cứ mua tùm lum hết thôi, chứ còn còn cái nào hay chúng ta giữ, chúng ta nghe. Tất nhiên là những cái đấy chúng ta trải nghiệm, cái nào đắt tiền thì nó hay thôi. Ok, 54G, còn bán là mà tất cả theo máy nha, tất cả bán biết là theo máy hết, và máy còn đẹp lắm, cái chân cũng đẹp này, cái hộp này đặc riêng này, cái hộp này là cái hộp chống bụi chụp bóng là đặt riêng này, giống như nó cái nắp mica ta đặt vậy thôi. Ok, máy giới thiệu đã xong.
mặt máy không có xuất sắc, không có cũ kỹ gì cả. Cái này chỉ cần xịt R7 lên đánh phát là bóng lưỡng, đẹp như mới. Linh kiện thì rất là tốt rồi, cũng không cần thay bất cứ cái gì nữa. Thường thường anh em nâng cấp là nâng cấp với cặp với tầng này này, nhưng mà nó đã dân sen này cũng chơi là ngon rồi. Nếu mà đẩy lên Mundos thì nó lại một cái mức giá nó cao hơn, ví dụ vậy. Dân sen là một trong những mức giá cũng là chấp nhận ở mức khá rồi. Còn máy âm ly mà kích chủ nhật thì lại chơi những cái cặp của thằng giống như cặp của Bana hoặc là cặp của thằng gì đây, Chimicon, hay là những cái mà Nhật nó hay ráp. Âm ly Nhật nó ráp cũng khá là đặc biệt. Thằng nào mỗi cái đây là cái hộp sách vở của cái bóng công suất này, 300B này, CG này. Thì tất cả các cái người chơi ở Việt Nam hoặc là hay ở Nhật hay là ở các nước khác đều ráp. Nếu mà người ta họ có tâm huyết họ ráp rất là tốt. Từ dây nhựa cho linh kiện cho đến các cái phụ tùng như là trạm loa, selector, hay volume hoặc là cái chân này, chân bóng này cũng vậy này. Người ta nhìn là người ta thì biết ngay là nó rất là tốt, là nó rất là khôn, đúng không? Người ta gắn rút thoải mái không sao vậy. Và nhìn những cái con linh kiện và những cái cách đấu nối này, những cái mối hàng này, người ta sẽ biết ngay là những người họ ráp ly rất là có tâm, rất là tốt. Trên là tiếng tâm của Lê Kim Thạch không phải tự nhiên mà nó có một ngày một bữa. Người ta làm với những cái đam mê người ta và những cái năng lực hết mình. Còn có khả năng thì so với những cái hãng lớn khác thì ổng không có bằng, nhưng mà so với những cái tầm sàn sàn thì ổng là một trong những người mà ở Việt Nam mình anh em nào chơi âm ly đèn cũng đều biết, đúng không? Cường cũng vậy, cường kích thì cũng ráp giá nó mềm tốt nhưng mà lại ráp theo yêu cầu. Anh thích option cao thì tụ ngon thì anh phải tự mua người ta ráp đấy, là có chuyện khác. Còn đây là họ anh Thạch anh ráp những linh kiện rất là khá là ok rồi, nó rất là chứng minh điều này. Chúng ta có sẵn rồi, chúng ta đâu có cần phải nói nhiều hơn. Đôi lúc rồi cứ đóng cái nắp lại, người ta bán âm ly có một điều rất là hay là họ chỉ có quay từ trên xuống dưới hoặc từ trái qua phải, từ trước ra sau, chứ không bao giờ mở cái nắp đít ra. Bởi vì sao? Khi mở nắp đít ra, người ta thấy được linh kiện hoặc thấy được cách đấu nối hoặc là thấy những cái tụ cái trở là biết cái chất lượng của âm ly liền, nên họ rất là ngại vấn đề tháo cái ruột ra. Còn ở đây thì những cái con máy mà chúng ta hoàn toàn có thể tháo ruột ra để chúng ta biết được cái chất lượng của máy chúng ta đang sở hữu. Còn muốn ngon hay nữa thì chúng ta thay bóng này, bóng 300B này, nếu mà cặp này mình mua thì mình nghĩ chắc rơi vào tầm này 6-7 triệu. Còn nếu muốn ngon nữa thì mua cặp của thằng Electronic thì nó phải Electronic ta. General Electric thì nó lại cao, đúng không? Ví dụ như vậy. Thì tùy theo mức giá mà chúng ta chơi, kể cả bóng này là bóng Mỹ nha. Bóng này là bóng của Mỹ này. Còn anh em là muốn ngon nữa thì anh em kiếm những cái bóng như là của thằng Philips chứ. Đây này. Philips này. Chúng ta chơi. Ok, nó có cái đế cho chúng ta, nó có đế cho chúng ta gắn này. Bóng này là bóng của Mark In chưa đây. Ok. Để mình đóng lại xong rồi mình qua tiếp cái video mình nói lại anh em nghe âm thanh chưa. Đây mới gọi là quảng cáo rồi. Thoát thì chúng ta đã xem rồi đúng không? Giờ chúng ta nghe bản nhạc. Không biết là cái memory trong bộ nhớ máy mình nó còn đủ để nghe không, nhưng mà cứ mở đi ha. Ta sẽ ghép file lại cho anh em vừa xem được nội thất vừa nghe cái âm thanh của nó. Mình đang chơi trên nhạc số. Nhạc máy tính. Ok. Không có bị không có xù xì sột sẹt gì đó, rất là sướng. Mùa thu về đây, mưa phùn bay ướt vai em người. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu cái đèn báo này, hai đèn báo bias là sao? Mình cũng chưa nghiên cứu hai cái vụ này. Vườn xưa
còn đây, sao bờ vai nhớ thật kiểu cứng lắc chờ xíu tương với đầy người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều vô công viên có ai đón đưa lối về, vẫn nghe tiếng mưa nào nề ngày chờ rơi lên. To lắm cái bóng 300 bé bự cho bá luôn, so với thùng vẹt này. Chiếu bản nhạc, chiếu bản nhạc đây ha, thử với bolero coi. Chúng ta chơi được mấy dòng nhạc đó, bolero, acoustic với là một bản nhạc rề 75 đi. Đó, sẽ ra được ngay vấn đề của âm thanh. Ta chơi được cái bóng Philip Mini Quất này rất là ngon nữa nè. ACC tôi bóng đúng luôn. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we weren't the small.
Way back before we knew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we knew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time will we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find. Ok, đơn. Quá ngon rồi.